Xin chào các bạn. Hôm nay sinh nhật con gái mình. Tiffany, happy birthday. Sáng giờ mình đi công chuyện. Bây giờ trưa rồi, mình ghé mình mua bánh mì thịt ở tiệm này nè các bạn, ở Sài Gòn nè. Ăn trưa. Rồi chiều nay cái mình dắt gia đình đi lên nhà hàng ăn mừng con gái tuổi mới nha các bạn. Happy birthday Tiffany. Ngon không mình? Ngon. Ăn trưa xong rồi mình ghé tiệm bánh sinh nhật mình lấy cái bánh luôn cho con gái ha. Bánh mì giòn ngon lắm các bạn. Ở Mỹ này á, không ăn hamburger thì ăn bánh mì Việt Nam nè. Món Mỹ thì có hamburger, còn món Việt Nam mình thì có bánh mì thịt. Mời các bạn ăn trưa với gia đình mình nha. Bánh mì thịt. giòn ngon quá. Mình đâu? Anh xã cũng ăn luôn. Con trai đâu má mày không thấy. Giờ mình ghé vào cái tiệm bánh nha các bạn, để mình lấy cái bánh sinh nhật cho con gái. Tiệm nằm bên đây. Đường trước mặt mình là cái chợ Việt Nam á các bạn. Wow, hôm nay trời nắng nóng lắm các bạn ơi. À, đậu xe đây luôn hả mình? Mình đi bộ lại đẳng ha. Tại nó nằm trong cái dãy nhà này. Trước mặt chợ nó có cái chỗ trồng hoa các bạn. Hoa tú cầu đẹp quá, to to không à. Anh xã mình đã ghé vào chợ mua chút đồ rồi lấy qua cái tiệm bánh lấy xong. Wow, nắng nóng quá. Còn nó thấy mít là nhạo vô rồi. Qua ổi hôm nay 3 đồng 18 một bao các bạn, ổi tươi nè. Trái vải thì còn ít quá, còn có 2 bịch à. Mít thì nhiều. Hai chị em đang lựa mít. Mít hôm nay giá $1 một bao các bạn. Coi nó có mềm, nó thơm không con? Anh xã và ba cho con giờ đang lựa trái mít nè. Lấy trái mít đó hả mình? Wow. Tặng rồi ha. Hai trái luôn hả? Đợi trái này thì hai đứa nhỏ mình hồi nãy nó lựa nè, nó tươi hơn. Tôi chưa đốt ơi. Mua tới 2 trái luôn hả? Ok. Này sầu riêng đông lá. Bữa nay như sao con? Dạ, 2.99 một phao. 3 đô, 3 đô một phao. Cho mình ăn mít đi ha, cho mình mít tươi. Ta chợ cũng có bán thịt quay, heo quay trong thịt luôn đó các bạn, trong chợ luôn. Với cái hàng ăn bánh chè đổ đây nha các bạn. Còn nó thấy mít ngon quá, ôm 2 trái giờ đi tính tiền. Đây, cô 2 trái mít tính tiền. Hết
đi ra xe chạy cắt đồ rồi đi qua lấy chiếc bánh. Wow, nóng quá các bạn. Năm nay nóng nhiều hơn mọi năm á, nhưng mà giờ có chút gió rồi nè các bạn. Cho mình coi trước khi để vào hộp đó các bạn.